Người dẫn chương trình NBC bị phát hiện thay đổi câu chữ của tu chính án thứ 14 trong cuộc phỏng vấn Tổng thống Trump. Tòa án tối cao từ chối giữ lệnh cấm phát ngôn của Tổng thống Trump trong vụ tiền Việt miệng tại New York. Hỗn loạn bùng phát bên ngoài tòa án sau khi Danny Penny được tuyên tráng án. Lãnh đạo Black Lives Matter kêu gọi dân quân da đen. Vấn đề nội bộ của Đảng Dân Chủ, các nhân viên da màu tố cáo phân biệt chủng tộc trong chiến dịch của Phó Tổng thống Harris. Nga tiêu hủy tài liệu chiến đấu tại Syria khi rút quân. Israel tập kích các điểm ghi cất giữ vũ khí hóa học hỏa tiễn ở Syria. Sự tàn ác của Tổng thống Syria Assad, nhà tù ngầm 4 tầng. Thông điệp tới Iran, Tổng thống Trump và Israel trong bài phát biểu chiến thắng của lãnh đạo phe nổi dậy Syria. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cấm xuất cảnh trong khi chờ điều tra. Số lượng tàu chiến Trung Quốc tăng gấp đôi xung quanh eo biển Đài Loan. Vừa rồi là phần điểm tin chính, ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu bản tin trưa nay là những thông tin cập nhật về tình hình chính trường Mỹ. Người dẫn chương trình NBC bị phát hiện thay đổi câu chữ của tu chính án thứ 14 trong cuộc phỏng vấn Tổng thống Trump. Kính thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với Tổng thống đắc cử Donald Trump, người dẫn chương trình của NBC Kristen Welker đã bị chỉ trích vì bỏ qua một phần quan trọng của tu chính án thứ 14. Câu hỏi của bà liên quan đến kế hoạch của Tổng thống Trump về việc chấm dứt quyền quốc tịch theo nơi sinh bằng sắc lệnh hành pháp. Cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật bắt đầu khi Welker chất vấn. Ngài đã hứa sẽ chấm dứt quyền quốc tịch theo nơi sinh ngay từ ngày đầu tiên. Điều này vẫn nằm trong kế hoạch của ngài chứ? Tổng thống Trump đáp lại, vâng, chắc chắn rồi. Tiếp đó, Welker trích dẫn tu chính án thứ 14, ghi rõ rằng tất cả những người sinh ra trên đất Mỹ đều là công dân và hỏi liệu Tổng thống Trump có thể vượt qua điều này bằng sắc lệnh hành pháp hay không. Trong khi đó, hiện tại, các đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ từ những người nhập cư bất hợp pháp được công nhận là công dân Mỹ theo chính sách liên bang. Tổng thống Trump đáp lại rằng ông sẽ phải thay đổi điều này và nếu có thể sẽ thực hiện bằng sắc lệnh hành pháp. Kế hoạch mà ông đưa ra trong Agenda 47 hồi năm ngoái giải thích rằng ông dự định sẽ ban hành sắc lệnh để làm rõ ý nghĩa của tu chính án thứ 14, chỉ cấp quốc tịch cho những người sinh ra và chịu sự quản lý của Hoa Kỳ. Điều quan trọng là Welker đã bỏ qua một phần cốt yếu trong tu chính án thứ 14 khi chỉ trích dẫn cụm từ tất cả những người sinh ra hoặc được nhập tịch tại Hoa Kỳ và chịu sự quản lý của Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ và của tiểu bang nơi họ cư trú. Việc thiếu trích dẫn cụm từ chịu sự quản lý của Hoa Kỳ đã gây ra sự hiểu nhầm trong cuộc tranh luận. Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng các học giả hiến pháp từ lâu đã chỉ ra rằng việc cấp quyền công dân tự động cho con cái của những người nhập cư bất hợp pháp sinh ra tại Mỹ là một cách hiểu sai lệch rõ ràng của tu chính án thứ 14. Ông cho rằng mục đích ban đầu của tu chính án này không phải là cấp quốc tịch cho con cái của người nhập cư bất hợp pháp, mà nhằm cấp quyền công dân cho những người vừa được giải phóng khỏi chế độ nô lệ sau vụ kiện nổi tiếng giữa Dred Scott và Sanford. Thượng nghị sĩ Mike Lee, đại diện Đảng Cộng hòa cho Utah cũng đã lên tiếng chỉ trích việc Welker bỏ qua cụm từ chịu sự quản lý của Hoa Kỳ và nhấn mạnh tầm quan trọng của những từ ngữ này trong hiến pháp. Ông Lee, người là thành viên Ủy ban Tư pháp và cựu công tố viên liên bang, cho rằng Quốc hội có quyền định nghĩa cụ thể sinh ra tại Hoa Kỳ và chịu sự quản lý của Hoa Kỳ. Ông chỉ trích chương trình Meet the Press vì cố tình làm sai lệch vấn đề bằng cách bỏ qua các từ quan trọng trong bản hiến pháp. Việc không trích dẫn đầy đủ và chính xác những điều khoản trong hiến pháp có thể tạo ra ấn tượng sai lệch về kế hoạch của Tổng thống Trump, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng kế hoạch này là vi hiến và thiếu pháp lý. Những sai sót này trong việc truyền tải thông tin đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ những người ủng hộ Tổng thống Trump và các nhà phân tích pháp lý. Tòa án tối cao từ chối giữ lệnh cấm phát ngôn của Tổng thống Trump trong vụ tiền biệt miệng tại New York. Thưa quý vị, Tòa án tối cao Mỹ vào thứ Hai đã từ chối giữ lệnh cấm phát ngôn đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump trong vụ án tiền biệt miệng tại New York. Đây là lần thứ hai trong năm nay Tòa án tối cao từ chối can thiệp vào quyết định của Tòa án cấp dưới về việc hạn chế các phát ngôn của ông Trump. Theo báo cáo của Washington Examiner, Tòa án tối cao đã từ chối yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm phát ngôn vốn hạn chế Tổng thống Trump trong việc đưa ra các phát biểu về các thành viên bồi thẩm đoàn, nhân viên tòa án và gia đình của họ trong vụ án hình sự của ông tại New York. Thẩm phán Samuel Alito đã xử lý việc từ chối này thay mặt cho toàn bộ tòa án và không có thêm bất kỳ bình luận hay ghi chú nào từ các thẩm phán theo các tài liệu từ tòa án. Trước đó, vào đầu năm nay, thẩm phán John Merchant đã áp đặt lệnh cấm phát ngôn đối với Tổng thống Trump, yêu cầu ông không được phát biểu công khai về các nhân chứng và bồi thẩm đoàn trong vụ án liên quan đến Stormy Daniels. Sau đó, lệnh cấm được mở rộng để cấm Tổng thống Trump chỉ trích các thành viên trong gia đình của thẩm phán Merchant.
Con gái của thẩm phán Merchant, Lauren Merchant, là một nhân vật chính trị có quan điểm cánh tả, từng làm việc cho chiến dịch Biden-Harris. Cô cũng điều hành công ty Autotech Campaign, đã nhận hàng chục triệu đô la từ các nguồn tài trợ của Dân Chủ muốn hạ bệ Tổng thống Trump. Theo báo New York Post, Lauren Merchant đã giúp Dân Chủ quyên góp 93 triệu đô la từ vụ án của cha cô. Vào tháng 4, Tổng thống Trump bị kết án về 34 tội danh trọng án liên quan đến việc trả tiền biệt viện cho Stormy Daniels, tức Stephanie Clifford, để ngăn câu chuyện về vụ ngoại tình của họ bị công khai trên tờ National Enquirer. Trưởng lý quận Manhattan Arvin Bragg cáo buộc Tổng thống Trump đã phạm tội gian lận về khoản thanh toán này được ghi là phí pháp lý. Cuối tháng trước, thẩm phán Merchant đã hoãn vô thời hạn bản tuyên án vào ngày 26 tháng 11 đối với Tổng thống Trump trong vụ án tiền biệt viện của Arvin Bragg. Các luật sư của Tổng thống Trump đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ án này cách đây vài tuần. Hỗn loạn bùng phát bên ngoài tòa án sau khi Danny Penny được tuyên tráng án, lãnh đạo Black Lives Matter kêu gọi dân quân da đen. Vào ngày 9 tháng 12, Danny Penny, cựu lính thủy đánh bộ, đã được tuyên tráng án về tội ngộ sát do bất cẩn trong việc dẫn đến cái chết của Jordan Neely, một người vô gia cư trên tàu điện ngầm ở New York. Vụ án đã gây sự chú ý lớn và tạo ra nhiều phản ứng dữ dội từ cộng đồng, đặc biệt là khi nhà sáng lập Black Lives Matter, chi nhánh của New York, Hawks Newsom, kêu gọi thành lập dân quân da đen sau phán quyết. Vào tháng 5 năm 2023, Danny Penny đã sử dụng một đòn xiết cổ để khống chế Jordan Neely, người đã có hành vi đe dọa và tuyên bố sẽ làm tổn hại người khác trên chuyến tàu F ở Manhattan. Sau khi Neely mất mạng, Penny bị buộc tội ngộ sát và giết người do bất cẩn. Tuy nhiên, sau 3 ngày thảo luận, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết cho cáo buộc ngộ sát cấp độ 2 vào ngày 11 tháng 12, tuyên trắng án cho các cáo buộc giết người do bất cẩn. Ngay sau phán quyết, Newsom đã đăng tải một video trên nền tảng X kêu gọi sự hình thành của dân quân da đen, phản ánh sự tức giận về việc một người da màu chết mà không có công lý. Ông tuyên bố, chúng ta cần những dân quân da đen, người ta muốn lao vào giết chúng ta chỉ vì chúng ta ồn ào ư, vậy thì chúng ta cũng nên làm điều tương tự khi họ áp bức chúng ta. Phát biểu của Newsom nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng căng thẳng trong xã hội Mỹ. Bên ngoài tòa án, người biểu tình bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, hô vang khẩu hiệu, không có công lý, không có hòa bình. Cha của Jordan Neely, ông Andrew Jack Cherry, cũng không giấu được nỗi đau khi chia sẻ rằng, điều này thật đau đớn khủng khiếp, chúng ta sẽ làm gì đây, mọi người, hệ thống này bị thao túng. Các luật sư đại diện cho gia đình Neely trong khi đó cho biết họ cảm thấy hoàn toàn suy sụp, tức giận và đau khổ trước phán quyết này. Trong khi đó, văn phòng biện lý quận Manhattan của ông Arvin Bragg đã lên tiếng bảo vệ quyết định của bồi thẩm đoàn, cho rằng quá trình xem xét của họ là hợp lý và chính xác. Quá trình này chứng minh tại sao vụ án cần được đưa ra trước một bồi thẩm đoàn đại diện cho cộng đồng, tuyên bố từ văn phòng biện lý cho biết. Tuy nhiên, dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Lawler lại chỉ trích biện lý Bragg vì đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người dân, đồng thời kêu gọi ông này bãi nhiệm. Trong khi nhiều người cho rằng Penny đã hành động để bảo vệ hành khách, các công tố viên và gia đình Neely lại khẳng định rằng hành động của anh ta đã vượt quá giới hạn và gây ra cái chết của Neely. Vụ án này không chỉ để lại dấu ấn trong lịch sử pháp lý của New York mà còn gây nên những phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, làm nổi bật những căng thẳng về chủng tộc và quyền lực trong xã hội hiện đại. Phán quyết của tòa án chắc chắn sẽ tiếp tục là đề tài tranh luận trong các cuộc thảo luận công cộng về công lý và quyền của người tại Mỹ. Vấn đề nội bộ của Đảng Dân Chủ, các nhân viên da màu tố cáo phân biệt chủng tộc trong chiến dịch Kamala Harris. Vâng, thưa quý vị, Đảng Dân Chủ hiện đang đối mặt với những vấn đề nội bộ nghiêm trọng liên quan đến sự phân biệt chủng tộc trong chiến dịch thất bại của Phó Tổng thống Harris. Trong một cuộc đánh giá hậu bầu cử, nhiều nhân viên da đen đã cáo buộc chiến dịch của bà Harris đối xử bất công, cho rằng ý tưởng của họ bị phớt lờ và bị phân biệt chủng tộc rõ ràng. Theo thông tin từ The New York Times, cuộc đánh giá này tiết lộ rằng một số nhân viên da màu trong chiến dịch đã cảm thấy bị bỏ qua so với đồng nghiệp khác. Các nhân viên này cho rằng họ bị đối xử không công bằng và ý kiến của họ không được xem trọng. Một cuộc khảo sát nội bộ của chiến dịch cũng chỉ ra rằng các nhân viên da đen thất vọng vì lãnh đạo chiến dịch không lắng nghe họ, thậm chí có những lời tố cáo về sự phân biệt chủng tộc. Trong một diễn biến khác, một nhóm nhân viên da đen tại Philadelphia lo ngại về sự thất bại trong chiến dịch vận động, đã quyết định hành động độc lập. Những nhân viên này đã tổ chức một chiến dịch gõ cửa để khuyến khích các cử tri da đen và Latino tham gia bầu cử thay vì thực hiện các cuộc gọi điện thoại mà họ cho là vô ích. Hành động này phản ánh một sự bất mãn sâu sắc đối với chiến dịch của bà Harris khi mà chiến dịch này được cho là đã coi sự ủng hộ của cử tri da đen và Latino là điều hiển nhiên. Phó Tổng thống Harris trong khi đó lại tập trung vào việc thu hút cử tri có chung với sự thù ghét đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump như việc bà vận động cùng cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney.
Điều này được cho là một ví dụ về sự phân biệt chủng tộc tinh vi khi các lá phiếu của cử tri da đen Latino bị xem nhẹ. Cũng theo The New York Times, một số trong những bất mãn này đã bị rò rỉ ra công chúng. Trong một cuộc gọi tất cả nhân viên sau cuộc bầu cử, Quentin Fox, phó giám đốc chiến dịch đã cảnh báo nhân viên không được nói chuyện với báo chí vì điều này có thể làm hỏng triển vọng nghề nghiệp của họ. Những cáo buộc này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi chiến dịch của bà Harris có một nguồn tài chính dồi dào, huy động hơn 1 tỷ đô la nhưng vẫn không thể thu hút được những nhóm cử tri quan trọng mà Đảng Dân Chủ vốn đã coi là cơ sở ủng hộ của mình. Để đối phó với những chỉ trích này, các nhà lãnh đạo chiến dịch đã phủ nhận sự phân biệt chủng tộc trong chiến dịch. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát và phản ánh từ các nhân viên cho thấy một thực tế khác. Chuyển sang các thông tin cập nhật về tình hình chiến sự ở Syria. Nga tiêu hủy tài liệu chiến đấu tại Syria khi rút quân. Vâng, thưa quý vị, quân đội Nga tại Syria hiện đang tiến hành tiêu hủy các tài liệu liên quan đến hoạt động chiến đấu và thông tin nhân sự trong bối cảnh họ phải rút quân khẩn cấp sau sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad. Theo ước tính, có khoảng 7.000 binh sĩ Nga đang đồn trú tại Syria và nếu được sơ tán, lực lượng này có thể được điều động sang chiến trường Ukraine, gia tăng sức mạnh cho Nga trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine đang diễn biến căng thẳng. Ivan Stopak, nhà phân tích quân sự và cựu nhân viên FPU, cho biết Nga đang nhận thức rõ về hậu quả nghiêm trọng nếu các lực lượng đối lập chiếm được những tài liệu này. Những tài liệu này sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về các phi vụ không kích, số lượng bom đã thả và những thông tin quan trọng khác về hoạt động quân sự của Nga. Việc lộ thông tin này sẽ gây tổn hại lớn cho Moscow và có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Theo Stupak, lực lượng Nga tại Syria chủ yếu gồm các đơn vị không quân, bao gồm khoảng 20 máy bay, 10 trực thăng và từ 2.000 đến 7.000 binh sĩ. Mặc dù con số chính xác chưa được xác định, Nga hiện đang nỗ lực rút toàn bộ binh sĩ và trang thiết bị khỏi Syria. Ông cũng cho rằng việc rút quân qua Thổ Nhĩ Kỳ là phương án nhanh nhất, nhưng vấn đề là Thổ Nhĩ Kỳ có cho phép sử dụng hành lang trên không hay không vẫn chưa rõ ràng. Việc Nga rút quân khỏi Syria có thể sẽ làm gia tăng sức mạnh quân sự của họ tại Ukraine. Stupak dự đoán rằng có tới 90% khả năng lực lượng rút khỏi Syria sẽ được điều động đến các khu vực giao tranh ác liệt như Bobrovsk và Kurakov. Khoảng 7.000 binh sĩ cùng với các máy bay và trực thăng sẽ là nguồn lực quan trọng cho Nga, đặc biệt trong bối cảnh Moscow đang phải tìm kiếm viện trợ nhân lực từ Triều Tiên. Sự sụp đổ của chế độ Assad đã làm thay đổi cục diện chiến trường Syria và ảnh hưởng đến chiến lược của Nga tại khu vực này. Các lực lượng Nga không chỉ phải đối mặt với áp lực rút quân nhanh chóng, mà còn phải tìm cách bảo vệ trang thiết bị và thông tin mật, đặc biệt là các căn cứ quân sự chiến lược của Nga như căn cứ hải quân Charod và căn cứ không quân Khmeinim. Israel tập kích các điểm ghi cất giữ vũ khí hóa học hỏa tiễn ở Syria. Vào ngày 9 tháng 12, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar tuyên bố, lợi ích duy nhất của chúng tôi là an ninh của Israel và công dân của nước này, giải thích lý do đằng sau các cuộc tấn công vào các hệ thống vũ khí chiến lược ở Syria. Theo ông, Israel thực hiện các cuộc không kích vào các kho vũ khí hóa học, hỏa tiễn và hỏa tiễn tầm xa nhằm ngăn chặn chúng rơi vào tay các lực lượng cực đoan. Các cuộc không kích gần đây được báo cáo đã diễn ra tại khu vực sân bay quân sự Mezrach, phía tây nam thủ đô Damascus, vào ngày 8 tháng 12. Đây là một địa điểm đã từng là mục tiêu trong các cuộc không kích trước đây của Israel. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai là bên thực hiện cuộc tấn công lần này. Ngoại trưởng Sa'ar không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hoặc các địa điểm chính xác của các cuộc không kích. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy Syria vào cuối tuần qua tiến vào thủ đô Damascus và lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, chấm dứt hơn 13 năm nội chiến. Diễn biến này mang lại hy vọng về một tương lai hòa bình, nhưng cũng đặt ra lo ngại về nguy cơ bất ổn khi Syria vẫn còn bị chia cắt bởi các nhóm vũ trang. Israel coi sự sụp đổ của chính quyền Assad, đồng minh của Iran và Hezbollah là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy của các nhóm vũ trang khác và khoảng trống quyền lực tiếp theo trong Syria. Trong những năm qua, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự liên quan đến Iran và Hezbollah. Tuy nhiên, các quan chức Israel hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công cụ thể. Năm 2013, Syria đã đồng ý từ bỏ kho vũ khí hóa học của mình, nhưng có nghi ngờ rằng chính phủ Syria vẫn giữ lại một phần kho vũ khí này và có thể đã triển khai chúng trong các cuộc tấn công sau đó. Sự tàn ác của Assad, nhà tù ngầm 4 tầng. Theo thông tin từ The Telegraph, khoảng 30.000 người đã thiệt mạng trong suốt 10 năm qua tại nhà tù Shashnaya, một trong những cơ sở giam giữ khét tiếng nhất của chế độ Bashar al-Assad. Nơi đây được mệnh danh là trại tử thần và lò sát sinh, là nơi giam giữ bí mật hàng ngàn tù nhân dưới các phòng giam ngầm sâu tới 30 mét dưới lòng đất. Các tù nhân đã chết do bị hành quyết, tra tấn, đói khát hoặc thiếu chăm sóc y tế. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2024, quân nổi dậy Syria đã tiến vào khu vực Shashnaya và bắt đầu phá cửa kim loại để giải thoát hàng nghìn tù nhân trong tình trạng kiệt sức và hoảng loạn.
Sự tàn bạo và khát máu của chế độ Assad được Nga hỗ trợ giờ đây mới được phơi bày công khai. Hiện tại, các hoạt động cứu hộ đang diễn ra khẩn trương với hơn 10.000 tù nhân được cho là vẫn mắc kẹt dưới các tầng ngầm. Các phòng giam trong nhà tù Chechnya giống như một mê cung kiên cố với cửa khóa điện tử yêu cầu mã số đặc biệt để mở. Sau đó, lực lượng giải cứu buộc phải phá vỡ các tường và sàn nhà để tiếp cận các phòng giam. Đến nay, họ đã mở được 2 trong số 4 tầng ngầm của nhà tù này. Bên trong nhà tù, lực lượng giải cứu phát hiện các giá treo cổ và những điều kiện giam giữ khủng khiếp. Nhiều tù nhân bị giam giữ mà không có điện, thức ăn, nước uống hoặc không khí trong lành. Một tù nhân được giải cứu chia sẻ, rất khó để tìm được một cựu tù nhân của Chechnya có thể kể lại những gì thực sự diễn ra ở đó vì quá kinh hoàng và nhục nhã. Tôi thậm chí không biết dùng từ nào để mô tả những gì mình đã chứng kiến. Theo Telegraph cũng công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh một đứa trẻ nhỏ bị giam cùng mẹ trong một phòng giam ngầm, đôi mắt ngạc nhiên và tò mò của đứa bé khi nghe thấy tiếng hét của lực lượng giải cứu chạy đi đã tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ là biểu tượng của sự sụp đổ chế độ Bashar al-Assad. Cuộc giải cứu này không chỉ mang lại hy vọng cho hàng nghìn nạn nhân đang bị giam cầm mà còn phơi bày sự tàn bạo của chế độ Assad đối với chính người dân của mình trong suốt hơn một thập kỷ qua. Thông điệp tới Iran, Tổng thống Trump và Israel trong bài phát biểu chiến thắng của lãnh đạo phe nổi dậy Syria. Thưa quý vị, lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hejaz Tahrir al-Sham, hay còn gọi là HTS, Abu Muhammad al-Julani đã có một hành trình dài và đầy biến động trên con đường tiến đến Damascus. Từ một chiến binh trẻ của Al-Qaeda hai thập kỷ trước, giờ đây ông trở thành một chỉ huy nổi dậy, đề cao sự khoan dung giáo phái. Trong suốt hành trình ấy, Julani đã cẩn thận định hình thông điệp và cách thức thể hiện sự hiện diện của mình, từ những người đã giúp ông lên nắm quyền cho đến những thế lực có thể lật đổ ông. Vào ngày 9 tháng 12 tại nhà thờ Hồi giáo Umayyad ở Damascus, một địa danh tôn giáo có lịch sử hơn 1.300 năm, Julani đã phát đi thông điệp chiến thắng của mình. Lựa chọn địa điểm này thay vì một studio truyền hình hay cung điện tổng thống vừa bị bỏ trống, cho thấy sự trọng thị đối với tôn giáo và di sản văn hóa của Syria. Chiến thắng này, thưa anh em, là chiến thắng của toàn thể cộng đồng Hồi giáo, Julani nói trước những người ủng hộ trong không gian trang nghiêm của nhà thờ. Đây không chỉ là một thông điệp dành cho những người đã đưa ông lên nắm quyền, mà còn là lời tri ân tới những chiến binh HDS và những người dân Syria vừa được giải phóng. Ông tiếp tục, chiến thắng này, thưa anh em, nhờ ơn Thượng Đế tối cao là kết quả của sự hy sinh của các liệt sĩ, những quá phụ và trẻ mồ côi. Chiến thắng này, thưa anh em, đến từ nỗi đau của những người đã chịu cảnh tù đầy. Những lời này không chỉ thể hiện niềm tự hào của ông về cuộc chiến, mà còn phản ánh những tổn thất đau đớn mà người dân Syria phải chịu đựng dưới chế độ Assad. Julani, một tín đồ Hồi giáo Sunni, đã sử dụng nhà thờ Umayyad, biểu tượng của Hồi giáo Sunni tại Syria, để gửi một thông điệp rõ ràng. Ông nhấn mạnh rằng chiến thắng này là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử khu vực, khi Syria đã bị biến thành một sân chơi cho tham vọng của Iran, sự lan truyền chủ nghĩa giáo phái và sự tham nhũng dưới sự cai trị của Assad. Việc chỉ đích danh Iran trong bài phát biểu cho thấy đây là thông điệp trực tiếp gửi tới Tehran. Sự can thiệp của Iran tại Syria đã kết thúc với các tuyến đường vận chuyển vũ khí đến Hezbollah ở Lebanon bị cắt đứt và các kho vũ khí của Iran tại Syria giờ đây không còn. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi trong chiến lược của Julani và HDS đối với các thế lực khu vực. Bài phát biểu của Julani cũng không thể thiếu sự chú ý đến Washington và Tel Aviv, những đối tác chiến lược có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của Syria. Dù hiện nay, ông bị coi là một thành viên của tổ chức khủng bố với khoản thưởng 10 triệu đô cho cái đầu của mình, Julani hiểu rằng mối quan hệ với Mỹ và Israel có thể quyết định sự sống còn của mình. Trong quá khứ, ông đã thể hiện rõ quan điểm qua các kênh truyền thông Mỹ như CNN, khẳng định ông đã tách khỏi các nhóm thánh chiến tàn bạo vì không đồng tình với chiến thuật của họ. Thông điệp của Julani cũng nhắm đến các cường quốc khu vực mà ông cần sự hỗ trợ, trong đó có việc cam kết làm sạch Syria. Ông tuyên bố Syria đang được thanh lọc, ám chỉ đến danh tiếng tồi tệ của Syria dưới thời Assad, đặc biệt là trong việc buôn bán ma túy như Captagon, một loại amphetamine. Bài phát biểu của Julani tại nhà thờ Hồi giáo Umayyad là một dấu mốc quan trọng trong hành trình của ông, thể hiện quyết tâm và khát vọng sinh tồn. Tuy nhiên, hành động thực tế của ông này trong những ngày tới sẽ quyết định liệu ông có thể duy trì quyền lực và tiếp tục lật đổ chế độ Assad hay không. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cấm xuất cảnh trong khi chờ điều tra. Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo cấm Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất cảnh trong khi chờ điều tra các cáo buộc liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của ông vào tuần trước. Lệnh cấm được đưa ra sau khi Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với các quan chức cấp cao yêu cầu cấm ông Yoon xuất cảnh. Trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 12, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận có thể áp dụng lệnh cấm đi lại đối với Tổng thống Yoon trong quá trình điều tra. Họ cũng không loại trừ khả năng sẽ thẩm vấn trực tiếp ông. Không có hạn chế nào về mặt con người hoặc thể chất đối với đối tượng điều tra. Ông Woo Jong-soo, quan chức cảnh sát cấp cao cho biết,
không có hạn chế nào về mặt con người hoặc thể chất đối với đối tượng điều tra. Mặc dù thoát khỏi cuộc bỏ phiếu kiến nghị luận tội tại Quốc hội vào cuối tuần trước, Tổng thống Jun hiện đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc và điều tra sau khi ban bố lệnh thiết quân luật hồi tuần trước. Mặc dù đã bãi bỏ lệnh này sau vài giờ, nhưng nó đã gây ra hỗn loạn chưa từng có và dẫn đến làn sóng biểu tình phản đối đòi ông từ chức. Văn phòng công tố Hàn Quốc xác nhận rằng các công tố viên đang điều tra cáo buộc phản quốc và lạm quyền đối với ông Jun. Đảng Dân Chủ đối lập chính của Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 12 đã đề xuất bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc đối với ông Jun và đệ nhất phu nhân, đồng thời thông báo sẽ tiếp tục thúc đẩy luận tội vào ngày 14 tháng 12 tới. Dù vậy, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ông Jun vẫn là Tổng Tư lệnh quân đội. Về mặt pháp lý, quyền kiểm soát lực lượng quân sự hiện nằm trong tay Tổng Tư lệnh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeon Ha-kyo cho biết, theo thăm dò của Reuters, ngày 9 tháng 12, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Jun đã giảm xuống còn 17,3%, mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2022. Số lượng tàu chiến Trung Quốc tăng gấp đôi xung quanh eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan mới đây thông báo về sự gia tăng hoạt động của tàu chiến Trung Quốc quanh eo biển Đài Loan. Theo báo cáo, vào sáng ngày 8 tháng 12, 14 tàu chiến Trung Quốc đã được phát hiện gần Đài Loan, tăng thêm 8 tàu so với ngày trước đó. Cùng với đó, 4 khinh khí cầu của Trung Quốc cũng đã bay qua eo biển Đài Loan, trong đó một chiếc bay qua vùng không phận Đài Loan. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh chuyến công du của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tới Hawaii và Guam, một chuyến thăm khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc tức giận. Sau khi kết thúc chuyến thăm vào tối ngày 6 tháng 12, ông Lại Thanh Đức đã trở về Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết thời tiết xấu tại eo biển có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc, nhưng không loại trừ khả năng những cuộc tập trận này sẽ tiếp tục. Trước đó, Trung Quốc đã tổ chức 2 đợt tập trận quân sự quanh Đài Loan trong năm nay. Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc đã lên tiếng trên WeChat vào ngày 8 tháng 12, cảnh báo rằng những nỗ lực tìm kiếm độc lập của ông Lại Thanh Đức và sự gần gũi với Mỹ sẽ không thành công. Bộ này tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc bằng mọi giá. Ngoài ra, báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ CSIS đưa ra cảnh báo về sự gia tăng các hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan và Trung Quốc gần vùng biển Kim Môn và Mã Tổ. Dạ rồi, xin được cảm ơn tất cả quý vị đã có sự lắng nghe cho phần 1 chương trình và xin được cảm ơn sự ủng hộ của quý vị dành cho kênh YouTube cũng như website của Đặng Michael. Xin cảm ơn quý vị HT An Điền Minnesota đã tham gia vô membership với Đặng Michael. Và trước khi mà đi qua la chat thì Đặng Michael sẽ xin phép được mời quý vị tới với một cái video này. Elon Musk mấy bữa nay mình có nhắc tới ở những cái câu chuyện nó vui vui phải không? Rồi những hình ảnh anh ấy cõng con đi vô quốc hội rất là dễ thương và hai cha con giống y chang nhau đã gây bão trên các phương tiện truyền thông. Thì bây giờ Elon có đăng một cái video khác cũng con của Elon luôn. Và quý vị nghe con của Elon nói cái gì nha. Cái này là nhiều khi á, một đứa nhỏ như vậy nè, chắc có tí tuổi thôi mà nó còn ý thức hơn cả bao nhiêu người đầu hai ba thứ tóc. Đây xin mời quý vị. What should I do? Save America. And? Help Trump. Okay. Đó, quý vị nghe không? What should I do? Save America. And? Help Trump. Okay. What should I do? Save America. And? Help Trump. Okay. Đó, vậy bây giờ Elon hỏi như sao? Ba sẽ làm gì? Ba nên làm gì đây? Cậu bé trả lời là gì? Cứu nước Mỹ. Rồi thêm gì nữa con? Giúp Tổng thống Trump. Đó, các vị thấy không? Một đứa nhỏ có nhiều chắc cỡ 4-5 tuổi. 4-5 tuổi mà nó ý thức hơn cả một số người 4-50 tuổi nữa. Nó có 4-5 tuổi mà nó ý thức hơn người 4-50 tuổi nữa. Các vị thấy không? Đó, đây người nghe lại nè. What should I do? Save America. And? Help Trump. Okay. Đó, vậy thấy chưa? Một đứa nhỏ thôi đó. Một đứa nhỏ thôi đó mà nói vậy đó. Đó, không biết có ai hổ thẹn hay không. Không biết có ai hổ thẹn hay không. Không biết có ai gọi là Ugly Tiger. xấu hổ. Đó, rồi bây giờ, hôm nay cô xin phép được đi qua một số những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị nha. Xin được kính chào quý vị. À, ngoài ra thì trong đây cô cũng sẽ gửi tới cho quý vị một cái cập nhật. Hồi chiều có một số quý vị họ nói rằng là có những tin đồn là ông Biden ổng tính gì ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp vậy đó đúng không? Thì trong đây cô mới nói rằng là bây giờ ông muốn ân xá là ân xá kiểu gì? Thì bây giờ bên phía của ông tổng trưởng lý tiểu bang Texas,
ông Ken Paxton đã thông báo một chiến thắng quan trọng trong tối ngày hôm nay. Đó chính là chúng tôi đã thắng được một cái lệnh khẩn cấp, lệnh cấm ngay lập tức, lệnh cấm tạm thời. Và cái lệnh này có hiệu lực trên toàn quốc, được giữ nguyên để mà gì, ngăn cản chính quyền Biden đưa ra những nỗ lực bất hợp pháp để mà cấp cho gần 147.000 người được cái chương trình DACA, tức là những chương trình mà người nhập cư bất hợp pháp đi vào Mỹ mà tuổi còn nhỏ đó, đã được những cái bảo hiểm y tế do chính phủ đổ tiền vô nha, 147.000 người ha. Và tòa đã dùng cái gọi là trích đó, cái chiến thắng, nhiều chiến thắng của tiểu bang Texas chống lại chương trình DACA, dùng đó làm căn bản để đưa ra cái lệnh này và giữ nguyên cái lệnh đó. Hôm nay chúng tôi đã ngăn chặn thêm một âm mưu, một cái nỗ lực nữa của chính quyền Biden để mà tiêu pha cái số tiền thuế mà người dân phải nai lưng ra làm cho những chương trình cực đoan và không được ai ưa chuộng, mà để những người nhập cư bất hợp pháp lên trên người Mỹ. Đó, cho nên quý vị thấy là thêm một cái chiến thắng nữa. Cho nên đồng Michael mới nói quý vị, bây giờ họ cứ đồn, bây giờ thiệt ra bây giờ cái nhiệm vụ của đội ông Biden bây giờ là gì? Đó chính là ngồi coi kiếm sao ân xá cho ai. Đó, còn cái chuyện mà ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp, quý vị thấy rồi, ổng trong cái lệnh ân xá phải có cái tên, bây giờ bao nhiêu người, hay là ổng ghi là tôi ân xá cho những ai đi vô nước Mỹ bất hợp pháp từ ngày này tới ngày này hả? Hay làm sao? Và cái chuyện trục xuất á là cái chuyện khác. Anh đi vô Mỹ tầm 7 là anh bị trục xuất rồi, chứ không cần phải ra tòa. Ừ, đó, cho nên là nó sẽ dẫn tới nhiều cái chuyện. Nói chung bây giờ đảng Dân Chủ, họ muốn nói gì họ nói. Họ muốn kêu ông Biden, họ muốn đề nghị ông Biden làm gì thì cứ đề nghị. Nhưng chưa chắc gì đã làm được đâu. Hãy để ý cái signal chứ không phải cái noise. Trong mấy cô nói rất là nhiều lần, it's the signal not the noise. Hãy để ý cái tín hiệu, đừng để ý tiếng ồn. Dạ rồi, rồi mấy cô xin phép được đi qua những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị nha. Dạ rồi, xin được kính chào quý vị trên live chat. Dạ rồi, nhìn mặt sáng láng quá mà. Dạ đó, trời ơi, cái lúc mà cái tay nghi phạm này mà trên camera mà cười đó, mà trong mấy cô cũng, cái này không biết nha, cái này là theo linh cảm của Trần Michael luôn nha. Cái lúc mà hắn cười đó quý vị, hắn cười á, nhìn cái mặt nó có vẻ gì đó đang giống như là thả thính, gọi là thả thính, giống như là đang trêu hoa ghẹo bướm. Mà ai dè giờ đúng thiệt, bây giờ nó lòi ra là gì, là lúc đó là hắn đang đứng nói chuyện bẩn cợt với lại một người phụ nữ ở trong cái nhà trọ. Đây kiếm cái hình, cái hình mà kinh camera cười cười đó, đây nè quý vị nhìn đi, cái gì, nhìn cái nụ cười này đi, nhìn thấy không? Vì thấy nhìn cái nụ cười đó không? Cái nụ cười đó nó không có bình thường. Cái nụ cười đó không phải là cười xã giao, không phải cười ví dụ như cười với người nam hay là nói chuyện gì đó, cười một cách không có gọi là có những tín hiệu về cảm xúc ở trong đó. Nhìn cái này là chỉ biết là cười để gì, để đi ghẹo gái đó. Mà ai vậy giờ bản tin ra vậy luôn, nó nói là gì, cái lúc mà lần